Chào mọi người nha, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái điểm câu cá lóc ở bên Cần Giờ, gần thành phố Hồ Chí Minh đó nha. Mời các bạn xem cái video này nha. Bạn coi video rồi đúng không? Nhìn cá đẹp không? Giờ tôi sẽ chỉ cho bạn điểm câu chỗ đó nha. Đây là cái điện thoại thông minh của các bạn đi. Tôi so với cái này quá nhiều rồi. Điện thoại thông minh của các bạn thì bạn vào Google Maps nha. Đây là cái biểu tượng của Google Maps nè, được chưa? Thì các bạn mới search Phà Bình Khánh Cần Giờ nha. Phà Bình Khánh Cần Giờ. Phà Bình Khánh nè, đó. Nó thì đường đi về. Phà Bình Khánh thì các bạn biết là nó đi đường Huỳnh Tấn Phát quận 7 đó mọi người. Đó. Bên Cần Giờ và Bình Khánh thuộc huyện Nhà Bè, đầu bên quận 7 là thuộc huyện Nhà và bên một đầu Nhà Bè, một đầu bên kia là Cần Giờ nha. Đó, và Bình Khánh thì bạn đi được Huỳnh Tấn Phát xuống tới Nhà Bè qua Bình Khánh, thì tôi chọn cái này cho nó dễ nhìn vệ tinh lớp nhìn đó. Thì qua Phà Bình Khánh nha, các bạn chạy theo cái đường đường chính, đường lớn là đường sát nè, bạn chạy hoài 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 hoài, bạn chạy hoài nè. Bạn chạy theo đường sát nha. Thì bây giờ nó có cái tôi lộn bên này. Đó là Bình Khánh nào, qua bên Cần Giờ bắt đầu bạn chạy nè, đó. Bạn qua bên cái bờ Cần Giờ bạn chạy dài tới đây. Tới đây thì bạn thấy đây có cái cầu vượt trên đầu nè. Cái cầu vượt này là cái cao tốc Bến Lức Long Thành đó mọi người, nó đang làm trên đầu mình đó. Mình đi trên đường sắt thì mình thấy cầu vượt này, thì bắt đầu qua cái cầu vượt này rồi thì bắt đầu ở hai bên đường này nè có rất nhiều ao nha. Đó, vòng này hai bên đường này bên trái bên phải thì cũng có ao chân nè, tất cả những khu vực này đều có cá lóc được nha. Bạn câu dài lên, bạn thấy chỗ nào mà có ao nước ngọt chút nhà dân, bạn câu dài lên tới ấy luôn, câu dài lên tới cái cầu An Nghĩa luôn nha. Đó, tới cầu này nó tới Tân Tân Hiệp luôn á, rồi từ cái cầu câu ngược về mình vào Bình Khánh nha. Thì cái điểm câu của tôi dính cá hôm trước là ngay cái trường trường trung học cơ sở Bình Khánh đây đó, trường trung học cơ sở Bình Khánh nè, đó, trường trung học cơ sở Bình Khánh. Vị trí tôi câu là cái khu này nè, nó mấy cái ao gần cái trường trung học của xã Bình Khánh đó, mọi người thấy không đó. Thì mọi người đến đây có rất nhiều ao hồ nè, mọi người thấy là đó, ao hồ nè. Thì cái điểm câu nó vòng vòng này nè, thì cái điểm dính cá là nó nằm ở đây, có ngay trường trung học phổ thông của xã Bình Khánh nè, dính cá đây.
Đó, điểm đó này, hiện cá đây nha. Nhưng mà tại vì cái đó điểm dính cá thôi, chứ tôi dính thì mấy con nữa cũng khu vực này đó, thì mà các bạn đến cho mình khánh câu câu già lên trên câu xuống kia luôn. Nói chung là từ qua Hòa Bình Khánh là bạn qua cái chuỗi cầu vượt đó là mình câu dài giờ chỗ nào cũng có cá, nhưng mà câu dài tới Tân Thông Hiệp, từ Tân Thông Hiệp câu về luôn là cũng có cá luôn đó nha. Thì nếu mà anh em nào không có điều kiện đi xa thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh mình qua Hòa Bình Khánh mình câu là ok nha mọi người. Rồi chúc mọi người nếu có thời gian rảnh thì qua đó câu cá cho vui nha. Chúc mọi người câu có cá nha. Tạm biệt mọi người.